Chào các em, sau đây thì chúng ta sẽ cùng giải bài tập 6 trang 93 sách giáo khoa vật lý lớp 11 nội dung như sau. Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển rời có hướng của A. Các electron mà ta đưa vào trong chất khí, B. Các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí, C. Các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí, và D. Là các electron, ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. Như vậy qua quá trình tìm hiểu về dòng điện trong chất khí thì chúng ta thấy là có những quá trình phóng điện tự lực và phóng điện không tự lực trong chất khí. Cụ thể là với những quá trình mà phóng điện tự lực thì ta thấy là dòng điện trong chất khí chính là dòng của các electron hay là các ion mà được tạo ra bên trong chất khí. Tuy nhiên với quá trình phóng điện không tự lực thì ta thấy là chúng ta phải đưa các hạt tải điện, cụ thể là các electron hoặc là các ion mà từ bên ngoài vào bên trong chất khí để có hạt tải điện, để từ đó mà hình thành nên dòng điện qua chất khí này. Vậy thì đáp án chính xác nhất trong 4 phương án đưa ra đó chính là phương án D. Vậy thì các em có thể ghi lại câu trả lời ngắn gọn cho bài tập như sau. Đó là dòng điện trong chất khí chính là dòng chuyển rời có hướng của các electron. Và ion dương được tạo ra trong chất khí hoặc là được đưa từ bên ngoài vào bên trong chất khí. Như vậy thì phương án chính xác mà chúng ta cần chọn cho bài tập này đó là phương án D.